chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Để nói đầu tiên thì cho phép cùng nội dung vui lắm. Để là chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì bốn anh em mình buổi chiều thì có một cái bộ môn mới nha cả nhà. không giấu gì cả nhà, bộ môn này khai trương cũng hai lần rồi, chết bớt rồi. Đặt ở ngoài kinh không có dính nha nha. Thì mình thấy mấy anh em trên YouTube với lại TikTok đồ đó, đặt thấy ham quá mình mua về mình đặt ngoài kinh nó chết bớt à. Rồi bữa nay mình có đem cái gập này nè. Mình xuống cái hàm ốc của anh Sang mình đặt thử làm sao ha. Anh Trọng thì vô nước lưới rồi, thì lúc này anh đi đánh lưới cho nên anh không có quay thường xuyên với mấy anh em mình được. Giờ bắt đầu mình tháo gập, mình đi vòng vòng hầm ốc của anh Sang mình đặt nha cả nhà. Đây là cái lồng đặt cá mà thuộc dạng lồng ship. Cái này thì mình ship nó lại được, mình bỏ cái chai vô đây để cho cái lồng nó nổi lên. Đặt cái này thì không có mồi, để đặt cái dưới hầm của anh Sang một mớ. Khoái dính mấy cái gô anh sao. Để chè cái miệng nghe như xíu. Năm nay thì nó tới tháng này mà nó vẫn chưa đẻ nha mọi người. Chào cả nhà. Có nhiều mối đặt giống mà chưa có dao hả anh sao? Chưa có trứng gì dao. À. Mỗi năm tháng này là đẻ nhóc chứ phải không? Ừ. Nay thất thu. Cầm bánh đi qua đây nè. Con mướn nó không chảy ra đây nè. Vậy đó hả? Ừ. Đã. Lẫm đi. Phải có cái xẻo lá. Hiện tại của anh kìa. Đã. Sao anh? Có cái gì đập giùm anh hai con nó. Dục vô đó hả? Ừ. Anh chỗ qua đây em đập cho. Hàng rồi rồi đó. Cái xẻo này thì nước lát nó lớn thì ở trong này sẽ chảy vô đây, hiện tại là nước đang gồng. Nước chảy vô. Tới đất chưa? Tới. Im á. Cái sạc đồ ụt quá trời nè. Không biết cái sạc hay cái gô đây. Cái gì mới biết. Cái gì mới biết hả? Ừ. Hồi bữa cắm câu đây, cá lóc ngang gãy gần câu của anh em mình nè. Cắm lại dính lên con. Ừ. Với cái xẻo này với trong hầm ốc má. Trời, sao cái đường hẻm nhỏ này em thấy cá nó ụt dữ ta. Vì cái đó anh đặt ngầm không có xài chai à? Không. Ở đây em giấu rồi chứ. À. Cho nó chống quá. Ở Cù Lao Dung á. Thì xài mình đang lấy trứng cá. Đây. Trứng chọi nè cả nhà. Không. Hai trứng chọi. Chưa có vô mùa vụ xài chính thức ha, mới lấy trứng lấy bông thôi. Bông thì lấy rồi, bây giờ đang lấy trứng cá. Ừ. Ở trên thì anh Sang trồng xài, ở dưới thì nuôi ốc bu. Mới đầu vô vụ xài đồng mùa. Gì vậy? Hả? Vô luôn hả? Chưa. Ở ngoài. À, cái sạc hay gì nhỉ? Nó nhích trời đó. Ừ.
lúng vậy. Cái này thì anh em mình mua một cái 50.000, mua 10 cái đặt thử mà 2 ngày thất à. Bên này vô hầm ốc của anh Sang đặt tiếp cái, mấy cái mương vườn này. Hẹn cả nhà sáng ngày mai anh em mình sẽ đi thăm nha. Giờ về chiều này trời muốn ui ui muốn chuyển mưa nữa. Trạm sáng thầy trường cái tiếng lời ngầm á, cái này gì chứ không biết, em thấy nhiều lắm á, hứa chắc cho em câu là đầy lòng luôn á. Cá nè. Biết chưa, rồi trúng ốc rồi, trúng ốc rồi. Sang bữa nay hết 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 thất anh em ơi. Nhẹ nhẹ kìa, 2 ký. Chú hầm chắc khóc luôn. Anh ship lại anh, chạm anh đổ ra. Ê anh đứng như vậy, anh ship lúc đó đâu bắt mình bỏ từ từ cũng được. Ừ rồi anh ship bên kia là anh hết gà đó. Đừng có cỡ trùng. Chú hầm thấy chắc khóc luôn. Thấy khoái anh nhầm ơi, tại vì biết sao chúng ốc mà ốc nó không chịu đẻ. Hôm nay không biết sao, nó chừng nó đẻ muộn á, chừng đẻ muộn à. Chứ ốc là phải đẻ chứ. Đặt cái cả ký mang ký ốc. Cái này cũng bộn mà nha. Quá ốc rồi. Cái gì vậy? Cái lóc. Lóc hả? Hai con. Mấy con? Con vậy? Hai con. Trời ơi, ốc coi kìa. Ốc thì nó quặn luôn. Hết biết cái rồi. Cái sạc. Khoan rồi. Khoan. Im nha. Vô hồng, anh Sang làm cái bụng ngon à. Vô đây, vô lòng này đi. Ừ. Vô cho nó vô lòng này. Cá nó mập kìa. Ồ, con nó mập. Rồi chú hầm mê à. Mê. Không có chai à. Đổ ốc xuống nha. Vô cả nhà ơi, cái lòng mình nãy có ốc bây giờ có cá rồi nha. Dữ dàng. Hả? Con bự con nhỏ hả? Bự nhỏ. Bạn bè. Đây. Đây. Tao phải chờ nhí đổ cái đó nha. Giờ ra cái xẻo này không? Ừ, ra xẻo có tài đi. Đây. Vô mọi người ơi. Nó nhúc nhích cái lọng kìa. Đúng không? Nó nhúc cái lọng kìa. Ừ, nhúc nhích kìa anh Tài, khoan. Để em đi xuống nhúc nha. Coi chừng lúng cái mắt tiêu nữa. Đây bước đại đấy nè. Đâu đây nè, bước đại. Đây nè. Bước lên cây này nè, không có lên cây đó. Mới thấy nhúc. Ok, kìa, lội luôn kìa. Đâu? Kìa. Mới nhúc thì lội theo cái lọng luôn. Bự không? Ai biết nè. Coi. Đó. Lụm. Hugo cái cây. Ôi, một con bự. Im. Cô Lý. Ôi, con cá đang chạy kìa ơi. Nè. Im. Ở đây không có dính không? Đây không có ốc. Rồi, để đi qua nha. Con, hả? Đi qua bển đi, tự nhiên đang kiếp đổ. Ba em hả? Ba em. Con cái ngay đường nước nữa nè. Ừ, dồn vô luôn nha. Trời, cá lóc táp kìa. Rồi. Thấy em ngu kìa. Nó xẻo đằng kia kìa. Em ngu gần trăm ơi. Em ngu rồi. Nó đựng con ốc á. Hai con ốc. Hai ốc pháp. Hai con ốc hả? Hai ốc pháp. Ốc pháp nữa chứ. Đây. Đây. Xéo này phải gần nhà mình á, mình ngâm được. Ngâm
Đúng, trời ơi, ốc quá trời, ốc quá trời. Biết ốc. Ốc quá hả, ốc bu vàng con rồi nhé. Bu vàng con. Cá được bự ha. Ừ, đấy là đây đây. Ô, oh, có động nước cho anh ơi. Có không? Đó. Đâu, Hoàng ơi. Ủa, con cá gì chết ngắt rồi. Chết hả? Ừ. Ừ, Trúc Phi. Trời ơi. Kìa. Như cái lóc. Trúc Phi. Thấy dài vậy? Nè. Nó tươi nè. Chết con rồi. Đó. Ở cái gì vậy? Vậy? Má, trời ơi. Hai con rùa. Hai con rùa nữa hả? Vô. Ở đâu vậy? Ừ ơi. Khẽ số 1 rồi. Hai đường kia nước chảy. Hai con rùa. Hai con rùa luôn. Chúng bánh rùa. Chúng bánh rùa. Hai có hay đi chiên nha. Dạ, dạ. Hai cái lóc, hai rùa. Ừ. Hả với bác làm gì? Được hai rùa chứ. Quýu quýu cái. Ừ. Rùa hả hay là ba ba? Rùa. Rùa hả? Ừ. Trời ơi, hai con rùa kìa. Cả màu qua. Cả màu. Con này bự hơn xíu. À. Con này hơi đen hơn con này. À, con này đẹp trai hơn nè. Con này nó già hơn. Con này đẹp trai. Thôi thả đi. À, cũng đẹp hơn chứ. Mình sẽ thả nó lại cái xẻo này nha cả nhà. Mình không có ăn rùa. Thôi sao tim ra tới ngoài kia vậy? Chuối. Ôi ơi sao tim kìa. Nó. Đã ba. Trăng đường ghe nó chảy bò vô bò ra bò vô cái lú. Ừ, cái đường nước nè. Ừ. Bữa nay chúng rùa. Hai cá lóc với người có phi luôn. Thì cái phi ngủ luôn rồi, uổng sao trời. Còn có phi muốn chiên. Mấy không, có cái luôn, lộn một thôi. Ốc bù vàng không hả? Ốc bù vàng không à? Thì muốn xả chiên ha. Ừ. Đó, thôi về nhà đi được. Ừ. Mập bố mềm luôn. Bỏ đường kia anh nhầm. Viên ngủ. Coi chừng xuống sông mà. Ngon rồi kìa. Rồi rồi không ta. Bự không ha. Ông gầy làm cái gì sao tới bữa thứ ba mới có. Nó quen rồi. Ê, kiếm ngoài hay nhé hả? Kiếm ngoài rồi đó. Đây. Nghĩ. Hết biết rồi kìa là chín hai gùa luôn chứ. Gùa gùa. Hai gùa ba con cá. Hai gùa ba cá luôn chứ. Vô địch. Có không? Đó đó đó. Đâu vậy? Hả? Ừ, 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 ừ. Không ngoài hết cái miếng nhất. Trúng ốc luôn rồi. Trúng ốc luôn rồi. Đỏ, à, một con cá lóc. Đỏ, ừ. Cá này bự. Ý. Gì? Mập. Ờ, cá lóc nghĩ không thấy luôn gì. Thấy con này bự nè. Con này bự. Ừ, mấy con kia. Bự hơn mấy con cá bảnh. Im, im, im. Mà ốc nhóc. Im, im, im. Vậy nhé. Coi. Ừ, cá đi. Cá đang chạy trời. Có lý, có lý à. Lý. Ôi, lý. Nó đang chạy gì cái hầm kìa. Cá này đi. Bự hơn mấy cái này luôn nè. Bự hơn. Bự hơn. Bự hơn hơn nữa. Ai ốc này được dục nha. Ừ, ốc này chút. Bỏ vô hầm lại. Em vô rồi hả? Vô rồi. Quất. Rồi dưới nó bu luôn, ngoài này có bu luôn. Có luôn hả? Có luôn.
Thôi đứng chụp vô hàng quá. Bù gì vậy? Hấp bố. Em còn cái ngầm. Gì vậy? Em còn cái ngầm. Hồi nãy cà khịa cái mà anh Trầm đặt cá phi chết đó là cái ngầm á. Rồi. Chết quá rồi. Mấy con ốc hả? Ba con ốc. Cà khịa quá như đặt ngầm không thấy gì nè. Bởi vì hồi nãy thấy dở lên có phi thấy ngủm ngủm. Ừ. Nhìn chưa? Đúng là này bởi vì đất ruộng người ta đặt chúng kìa. Ừ. Cá lội tới lội lui ha. Vừa vô á. Với mấy con rùa rồi. Dạy á. Con nào nó cũng vậy, nước vừa vô cái bắt đầu nó bò đi rồi. Lương rồi cũng vậy á. Rùa thì cũng tùy khẩu vị, nhiều người người ta rất là thích ăn. Đúng rồi. Rùa cho có giá lắm hay anh. Ừ, riêng anh em mình không có ăn rùa. Không phải là gì mà tại trước giờ mình không có ăn. Ông ba ba ăn à. Ba ba anh em mình ăn à, chứ rùa không ăn thôi. Rùa với mèo rồi đó, chó rồi. Anh Tài còn cái 4, 5, 6 10 cái á. 7, còn 3 cái nữa mà. Còn 2 cái nữa. Còn anh Tài còn đâu? Còn cái, còn gì đâu cái. Hậu tất công quá này luôn quá. Cái không đem rộng hả? Phải có 2 con rùa đó là công luôn. Ừ. Chắc anh Trầm quên lấy rộng. Của hên. Trời không dính đi bữa hổm cái gì. Mấy rùa chứ không? Chứ rùa luôn. Chứ rùa. Được kéo cá nè. Cũng im. Con này anh chồng anh đặt cái lồng không có phao. Sáu con. Sáu con hả? Ừ. Ăn 5 con, thả 1 con à. Thả mày. Ừ. Đi thả. Ngắm con cá phi. Lúc đầu. Em thui, em thui. Mập cơ nè. Đó. Cái roi thôi. Không có con bự. Giờ sẽ rộng số cá này anh em mình chuẩn bị để chế biến món ăn cho bữa chiều nha cả nhà. Sáng mấy anh em mất xịt xài hết rồi. Thăm về cho mấy anh em xịt xài. Xài xong rồi lên chòi ăn uống nha. Anh em mình ra vườn. Mẹ mớ bù ngót vô mình nấu canh lắc ra dần mớp á kìa, cái mấy trái mớp nữa nấu với đây mấy cái đầu con cá ha. Đúng ngon. Đúng ngon hả? Ừ, cá khúc mình thì mình sẽ kho tổ nha mọi người. Bữa nay anh em mình bộ môn mới mà đi ngày thứ ba cuối cùng cũng được 2 món. Ba 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 cái. Mắc cười ghê, đặt dính 2 con rùa. Tài kêu chúng bánh rùa. Đã được ghé tới 2 con rùa. Rùa con đẹp con xấu. Rùa con đẹp trai con xấu à? Ờ, ta con đẹp con cái. Nhiều anh em hỏi sao lúc nãy em thấy quay mấy cái xoài. Thì xoài thì anh cũng có quay mấy cái bông xoài nữa lúc ở với Hàm Bánh Sang. À, mình mới vô vụ à, mới lấy nhị lấy trứng cá thôi. Đây xoài thì giờ nó đang trong cái giai đoạn là lấy trứng cá. Của anh Cầm thì sạc sau mà bọc nó mới chỗ à mọi người. Nhà mà ra trái nhiều anh sẽ quay nha. Hiện tại là anh bẻ 2 trái mốp trên đằng ngọn à. Có trái bị sâu không? Mấy mấy trái này rồi. Mốp tháng này không bẻ là nó bị già chứ. Mốp tháng này nó đâu còn bự. Ấy nó bị sâu đục chứ. Ừ. Ông chủi đục. Ông chủi đục.
ở về ăn mấy trái non non này nó ngọt khúc mà nó không thơm. Ừ, không thơm già nó mất này nè, mất này nó hơi cứng nè. Ừ, mà còn ăn được. Chào cả nhà. Thì cá hôm nay mình làm mần sạch nha cả nhà, mình sẽ làm cái cá kho khô ăn với canh bùn ngót với mớp. Thì giờ mình bắt đầu làm nha cả nhà, ký không? Oh, hả? 5 con nữa chứ ơi. Còn 2 con thì em thả rồi. Yeah, đủ 2 cái lồng rồi phải không? Đủ rồi. Ừ, đủ rồi. Còn thiếu 8 cái. 10 cái. 10 cái nè. Bùn ngót tháng mưa này nó tốt ha. Hai con kia ăn được con cái luôn. Mấy cái mốt nào là nấu mới đã. Thả 2 rùa. Dính 2 rùa. Dính 2 rùa. Thả luôn. Thả bằng đâu bằng này vậy? Có thả dưới đó luôn á, đặt chính luôn á. Hàng bùn nướng thì nè, đã con đen đen chén con đen con trắng. Lâu không ăn cái lóc kho. Thì là cái lóc đó bột mình. Nó bột mình rồi. Nó bột mình. Quên là cắt. Cái lóc kho ăn cái canh ngót. Còn gì bằng nữa anh Tài ơi. Giờ móc chín mình thay quần ngót cho mình ra nha. Rồi mình nhấp trước. Ngót này cũng độc lắm nè, ai mà bao tử yếu rồi ăn vô là bị liền á. Bị gì tại? Bị đau bao tử á. Vậy đó hả? Ừ. Lạnh mà. Lạnh à. Bụng yếu là ăn vô là bị liền á. Hồi đó giờ cũng đâu biết đâu ta. Mình ăn mình cũng đủ bị đâu. Ừ. À, giờ... Chắc bao tử khỏe anh chẳng mà. Tử mình ăn tôm nhiều. Cái già bao tử yếu yếu là ăn vô là đau bao tử hả anh Tài? Bụng yếu là ăn vô đau liền. À. Ngót này thì mình nấu mình cho nó ngọt thì mình nên giò ra nha cả nhà, giò cho nó nhừn nhừn nát nát á. Đây là nhắc xuống được rồi đó. Ok. Cho thêm miếng nước cơm vô này. Ok. Cá khô khô mà nước cơm ha. Kẹo. Cho nó sôi lên. Kẹo sôi lại. Kẹo lại cái này mình đã cho tiêu với hành với tép mỡ vô. Ok. Chỉ cho tép mỡ vô. Câu cá này có tép mỡ là ngon. Lúc ốp mình cho vô miếng nước thôi. Miếng nước thôi. Cho nó có bụi biếu. Ừ. Vô cá nó béo. Tiếp theo mình cho hành với ớt vô.
hết được cơm luôn. Hết được cơm luôn. Món này ngon quá. Cho tiêu vô. Nắp cho cái mảnh kín cho mình nắp kín lên đây. Chiều nay là có cá lóc kho tổ ha. Nè, canh mớp, mù ngó. Nấu với đầu cá lóc, chấm nước mắm trong. Đây, anh em hãy trời đông đủ ăn cơm. Lần đầu tiên ăn cá lóc ba thật là nghe đại. Ba lần chinh phục này, hai lần chinh phục, lần thứ ba mình được ăn cá lóc. Mình gấp cho Tài ăn cái này ngon nha Tài. Rồi cảm ơn chậm nha. Khịa nữa, gấp cá vô đi. Đúng là khịa nha. Đây, wow. Chậm rồi. Rồi cảm ơn em. Ăn nấu phải kèm thêm miếng này nữa. Có thích mỡ vô không? Canh như thế nha. Mình ăn với canh mùng ngót trước đi. Chén sau mình hả, ăn với ăn canh vớt cái đầu đi ông ơi. Ăn cơm anh cho ăn miếng này nhé. Ăn canh phải vớt cái đầu đi. Đúng rồi. Để em tự vớt anh em ơi. Họ không sáng đặt vô con bự, ăn con bự đi. Anh chăn canh cái gì? Anh ăn canh luôn. Không lẽ anh Trọng với Tài ăn cá kho mình phải thưởng thức cái này. Luôn cá đồng không có mỡ hả? Và cá đỏ. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mời cả nhà ăn cá lóc pha khô và cá lóc nấu canh bùn ngót với mớp nha. Ngon không? Đã. Không như mớp còn như bạn không như cá ha. Nhưng mà cá nó không có tanh nha. Canh nó ngọt. Cá lóc đổ tanh không? Cá mình nấu thì không có tanh. Mày cả nhà ăn cơm mỡ gì nó béo béo. Thơm. Dẻ ngọt. Sao lép mỡ với tiêu. Mời mua hành tím đi nhé. Trời này kho có hành tím nó phi lên nó thơm dữ nè. Này tại anh em hết hành tím rồi. Ngọt. Làm cái bộ đầu lòng cá lóc này. Cá lóc độc nha nè. Nó đắng. Mà mình nhai một hộp cái nó ngọt. Nó ngọt. Cái góc đồng anh em mình làm thì không bỏ cái mặt nước canh nè. Nước nó ngọt phải nói luôn. Thấy vậy chứ mà cá lóc ăn tốt tại vì trong này mình cái gì cái gì nó cũng ngọt hết nhưng á cá ngọt mớp ngọt mớp còn ngọt nữa. Có lượng cá lóc nữa. Thịt nó dẻ mà nó ngon. Chảy miếng. Chịu đã. Em qua anh chậm. Cát máy vô á. Chịu hết nổi rồi cả nhà ơi. Đang nước bụng nữa. Nó bụng mà anh chậm nút nha. Cá nó ngon. Cá này ăn ngon hơn cá người tác. Đúng rồi. Tại em biết sao không anh Tài? Ăn cá này bự hơn cá đi tác nhà anh á. Cá nhỏ. Đó là anh Trọng dùm lấy đã trong hầm khăn. Dở lên hình nhiều khi không thấy người ta. áo không vô. Áo đeo. Đặt cho nó là bà. Vô luôn á. Vô trong luôn rồi mà. Đặt cho mấy cái lồng này trong hầm ốc là bao chúng. Cái là đầu tiên ký vô để ốc. Hôm qua em quên.
lấy vài trái ổi bỏ vô cắn dở wow. Không đầy nữa, không đầy mới sợ. Ổi giỏi rồi sáng bít lòng luôn á, khóc vô á, đầy luôn. Kiều 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 sang à, quá trời sang rồi. Này thì tôi đặt bắt ốc cho người bắt cá. Thôi đó, mình sẽ phải khói sợ. Tại vì đặt thì dục, mấy ngày mới kiếm được đi. Đi mình đi kiếm mấy cái đường nước. Đúng rồi ta. Thì đặt ngay đường nước là hai cái lóc. Con rùa thêm con cá phi, hai rùa. Hai rùa thêm con cá phi. Nữa. Ở vậy mình mới rút được cái nhiều nữa nha. Nước nó chảy nước nó không được nhiều á. Rồi đó thì nó kém. Vừa đi vừa mẹ thôi rút cái đám mưa một cái đầu mưa được cái đám mưa đầu mùa á không nó kém mình chưa từng đặt kinh có đúng rồi nó kém đặt mình kém dọn kinh mình đặt dọn kinh mình đặt nè dọn kinh mình đặt có bụng ngon á nước dòng thì sợ con cá lỏng rồi nó lỏng bỏ chai vô nổi lên bỏ chai không chứ có bỏ chai vô lòng á kháng nổi lên cá phi chết ừ dính nhiều quá dở lên thấy hai rùa đã thì chết nói chung dính hai rùa đã mình nước kém kém lại đó nha anh em mình sẽ đem mấy cái lồng đó xuống cái kinh cửa nhà mình thiết kế lại đặt ngay mấy đường nước đó nhé vừa kêu vô á ngon đúng rồi tại kinh này nhập chỗ nó chỉ có được nước chảy vui cái gì vốn bận cái cho nó hết công sức 500 mà 500.000 10 cái em trọng mới dính nhiều đây mới có hai cái à còn 8 cái nữa 8 cái luôn mới đúng cô Lao Dung Vlog xin dừng video tại đây nha cả nhà xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha bye.